Xin chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Indie Gaming. Và trong video này thì mình sẽ tiếp tục với cái game Watch Dogs DC Bad Blood này. Để mình cho các bạn xem hiện tại tiến triển nhiệm vụ của mình là tổng hết là được bao nhiêu ta. Này nó mới để mà nó mất tiêu rồi. Ghi được 4%. Nếu nó ghi được 4% nó không biết phải hay không. Thì hiện tại nhiệm vụ mình còn một nhiệm vụ chính nữa là nhiệm vụ T-Bone Mission 1, 2, 3 là hết. Và cái này thì online contract này online. Mấy cái investigation này là mình điều tra. Thì mấy cái này mình nghĩ là mình không có đi sâu đâu ha. Tại vì Watch Dogs này các bạn cũng xem nhiều, các bạn cũng chơi nhiều, nó cũng nhàm nghem rồi. Cho nên là mình sẽ chỉ làm thoáng qua thôi. Và mình sẽ tìm một cái game khác mình chơi ha. Rồi, mong các bạn ủng hộ mình. Khoan, cái điểm này nó nằm ở đâu ta? Cái điểm này nó ở... Ôi trời ơi. Kế bên luôn, các bạn bấm cho nó nhanh. Đã phải đi một khoảng đường. Cái này nó có mấy giây à? Bùm. Đấy. Còn cái kia các bạn phải đi ít nhất cũng phải 1 phút, 2 phút. Hold the line. Đây là phần 3 rồi ha. Thì thằng này chỉ có 3 phần nhiệm vụ chính thôi. Còn những nhiệm vụ thì không quan trọng. Tại vì các bạn cũng nhìn cái game này nó cũng nhàm rồi đấy. Nhưng mình phải chơi một game mới nha. Đây, à, 3 rồi. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái mức độ bảo mật, cái tình trạng bảo mật. Check security state. Này, cái căn cứ của mình đây. Xuống. Profile app. Are you ready? Yeah, I'm on my way. I got a feeling this is gonna get real ugly. Có một con chuột trong máy của mình. Cái từ nó nói như vậy ý là trong máy mình có một con virus đó. Wow. Có mấy thằng intruder. Bây giờ nó kêu mình giết mấy thằng đó. Mấy thằng đó mang nào ta? Nó đang xâm nhập vô cái chỗ của mình đó. Find him, finish him, and take what you can carry. Uầy, có thằng nó đang xâm nhập vô cái chỗ của mình nè. À, chết queo, chết queo. Toàn là camera có vũ khí không à, toàn là hàng khủng không à. Mình đang mất cái CTOS scan rồi. Đây 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 đây. Ngon bay. Do là camera bắn cho nên nó chả biết là ai bắn hết trơn. Nó cũng không bắn nhìn được mình hết trơn. Mấy thằng một sao các bạn chỉ cần bắn ngay đầu nó là nó chết. Không cần phải bắn nhiều. Này cứ bắn ngay đầu nó là nó ngẫm thôi. Mình đang núp ở đâu đó trong góc rồi. Thích nhất mấy cái súng này. Tường T-Bone đi bắt đầu có cái súng này bắn đúng đã luôn. Ở đâu hình như trước Aiden Beast có ông ta, thằng Aiden mình nhớ có hay không. Đây là con thằng tuốt xa quá. Để xem qua trong này còn ai hay không để mình biết mình còn bắn nữa. Lỡ đi mò đâu đó nó tới chỗ mình nó bắn mình. Lâu có mấy cái vụ nó xui lắm. Hay là con thằng nó gần tới chỗ mình rồi. Có thằng cu này nó gần tới chỗ mình rồi. Ơi ơi, xích qua đi, xích qua đi, trời. Súng bắn không tới, cái súng nó di chuyển tới đây được hết rồi nè. What the f...
Là vậy. Trời ơi, xuống đúng lầy luôn. Nên kêu mình giết sạch cái đám này. Cái CTV scan nữa vì mình thiếu cái Steam Key để mình mở nó ra ha. Súng nó không lên tới, mày đi lên, mày lên, lên xíu, lên xíu, lên xíu. Lên xíu đi cu. Lên xíu. Nó tự nhiên cái thằng đó, thằng khùng chưa vô góc đó rồi giờ mình chả biết làm gì luôn. Dĩ điên mình là làng mình vậy cái thằng âm binh này. Xuống giết nó cái đã. Chết. Âm binh tự nhiên bắn từ sau á, bắn từ sau các bạn, bắn từ sau nó siêu mạnh luôn. Bắn từ sau bắn có mấy viên đấy nó chết rồi. Tại vì phía sau nó không có bảo mật, nó không có cái giáp nhiều. Default đang trong hệ thống của tao. Nên nó cho đạn quá trời luôn. Lure. Có cho súng nữa nè. Có cho lựu đạn nữa, mình gom đồ đi, xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ sử dụng. I'll keep default out. You cover the control room. Ok, nó sẽ giữ cái thằng Sẽ giữ cái thằng default và mình sẽ tiếp tục mình làm. Ui. Quay cái thằng này bao nhiêu sao đây, khủng vậy. Quay toàn là hàng khủng vô không à. You touch my ship. Yeah, I made it better. That remains to be seen. Khu này có nhiều trap cho nên là mình giết được nhiều hơn. Ui. Nó cửa sập xuống nữa các bạn. Mày chết. Bắn phá bông. Quên nó bắn bơm nó đâu vậy? Bắn bơm cho mình hả? Ôi, khu này đông quá. Bậy nha, mà này nó biết chỗ mình trốn nha. Này có một thằng mới chết bên góc này nè, nó mới đi lại chỗ mình đó. Tôi xuống nhắm luôn kìa. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Mình đỡ súng này đi. Vô đây rồi không cần phải súng xịn, không cần phải súng giảm thanh nè. Chết chưa? Mấy này nó chơi, nó tùm lum hướng, mình tưởng nó có một đường thôi chứ. Stop system overload. Dừng hệ thống lại cho nó được có quá tải nha. Làm gì có gõ vậy? Vậy, vậy. Chơi gõ gõ. Rồi bây giờ mình bảo vệ cái máy server này. Một hàng chết. Góc này hiện tại là đông nhất, đông người nhất. Bom 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 bom. Rồi ok. Bọn này nó dữ quá, nó hung quá. Nên nó chơi mình hoài hả? Nó lại chạy bom nó rồi. Chơi chạy bom hoài. Bạn nó chám mấy thằng biểu cô hồn này. Đây con thằng nó trốn ngay đó, quất trái bom nổ chết luôn. Này các bạn thấy không? Đó, nó lên nó sát tới nơi chơi, tới nơi của mình luôn rồi. Mình không có sử dụng được camera kịp đâu các bạn. Mình phải giúp nó thôi.
Rồi một thằng. Thằng này nhìn vậy nhưng mà nó bắn đau lắm nha. Nó bắn lén á. Nó lén đau, cực kỳ đau luôn. Lúa đầu lên bạn. Lúa đầu lên cho mình thăm thăm. Các bạn chơi lầy quá. Chết bà mày nè con. Rồi. Còn nào nữa không? À rồi ok. Ê ê ê. Cấm di chuyển. Don't fucking move. Thường mấy thằng ngu chuyên gia mà gọi là cầm súng kêu đứng yên trong khi đó không chịu bắn. Đó đó đó. Ông nội này cũng ngu nữa. Nhảy xuống bị giục cái súng. Wow. Wow, ông nhảy xuống đâm nguyên cái đâm vô đầu một cái rồi nhỏ như kiểu mà trong tiềm thức hay là trong bộ não gì đó nó hoạt động được cái cuối cùng á. Fixer là mấy cái đám mà lúc trước dí mình đó là cái đám này nè. Giờ mình kêu đó là trả giả làm Fixer nói chuyện đi. It is done. Yes, both targets are terminated. All right. Good. Default, we want to see the bodies. Send you the location. Ok, ông hỏi là tất cả chết hết chưa, cả hai đứa. Rồi giờ ông kia là default nó muốn xem xác. Bây giờ nó cho vị trí, sẽ gửi vị trí tới. Xem xác của hai đứa này là muốn giết thằng T-Bone với thằng thằng này nè, Tobias nè. Trời, có quá. Còn để điện thoại là vô tay nữa chứ. Không đá xuống đi xa xa để nó dứt lên bắn bây giờ. Nguyên cây gì ta? Cây tu vít vô đầu. Vô đây bé. All right, we've got a lock on this rat. Wish me luck. I'm going with you. I think you better leave this one for me for. No, not this again. I'm in it now. Plus, you said it yourself. You need me. Well, I sure as shit did not phrase it like that. Mấy bẫy này xài cũng vui lắm. Ờ, cái đó cho mình điên mình ha. When we get there, we're gonna need to cover a lot of ground to find a way in, so we'll split up. But if things go batshit, you get your head down and stay put, you understand? I'll try to keep the attention on me. Will you stop? Stop what? Stop trying to protect me all the time. Well, listen, I... No, you listen. Có lẽ đang nói chuyện cho nên là mình không có skip được. Chỉ khi nào mà trong cái cảnh thì mình mới skip được. Mình cũng chưa dám đi lên. Tại lâu lâu nó bắt mình vô mấy cái máy là tự nhiên chạy lên cho đã. Xong chạy xuống nữa chua lắm. Hold the line. Ôi xong rồi hả? Mission complete. Một cái nhiệm vụ rất là dễ dàng luôn. Mình chỉ có bắn mấy bắn bằng kia rồi mình bảo vệ cái server là xong. Rồi bây giờ các bạn đợi xem nó có nhiệm vụ, nó ra nhiệm vụ. Để xin nó nói hoặc nó ra nhiệm vụ. Hello. Ok, để mình đợi nó ra nhiệm vụ ha. Rồi ok, có nhiệm vụ. Đã đến lúc mình kết thúc cái mớ đám vớ vẩn rồi. Wow. Đây đi đây. Thôi đường này đi cho nó nhanh. Phát triển vào tới đây đi đường xuống thì đường này nó đường lớn đi nó cũng nhanh hơn. Đỡ đi xa hơn chút xíu. Rồi mình tiết kiệm nhất có thể, đi nhanh nhất có thể. Để mình gọi xe luôn. Ơi bảy, cái này là online contract. Online đó là phải chơi online. Performance. Xe vàng, xe cam. Đỏ cam ta. Không mình bị cái màn là màu đỏ màu cam vậy. Mà này là màu đỏ hay màu cam? Tôi có dính gồng già đâu mà vậy?
tra coi được cái chính nó coi. Rồi. Lâu ông chạy xe này nó khó khó sao? Bên kia mình chạy ADSB, mình quen chạy con xe cốc á, xe Porsche nhìn em giống á. Chạy nó nhỏ mà nó cái độ bê lái nó nhanh hơn, còn con này chạy nó đừ đừ sao? Trơn trơn. Mình đang đau cổ họng có gì à? Bạn thông cảm. The verdict. 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 Hey. Khó chịu cái cổ á. The verdict. Như đây là nhiệm vụ cuối cùng luôn rồi đó. Mình nghe nói là như vậy, nhiệm vụ chính cuối cùng. Find the entrance. Bây giờ mình tìm cái lối vào. He'll have a plan B. Garen fucking teed. Wow, khu này quá trời đông luôn. Đông phải nói là đông, cực kỳ đông luôn. Đông, hơi đông rồi nha các bạn. Mà dù được cái đám này để nổ thì cũng... cả một vấn đề đó. À mấy thằng quỷ này hả? Cho nó chết cha đi, nó ngu lắm. Bùm. Chết ngắt. Ok, bắt đầu nó bị động rồi. Đây. Tới đây bạn, tới đây tới xích lên xíu nữa. Mình dùng nó tới những cái này là mình tạo nó ra tiếng động để nó tới. Thì một khi nó tới thì nó sẽ nổ cái pầm. À đây còn thằng nữa nha. Ngu bò nè, một thằng. Thằng này thì mình không thấy tới camera. Nó không chết được, thằng này nó sao nó không chết được. Không chết tới cái điểm đó được. À thôi mày chết mình mày luôn đi. Đây đây đây, trời ngon cơ hội. Hiếm lắm mới có cơ hội. Đây đây nè. Chết mình mày luôn đi. Rồi bây giờ còn có vài thằng thôi. Mình dùng xuống này bắn nó mấy cái chết khác gì. Đấy. Yeah. Nó núp rồi. Hai thằng. Ba thằng. Ui thằng này khủng bố, thằng này nó có giáp, nó có đồ chơi ngon dữ lắm. This is rare for default. I bet it gets weirder on the inside. Cái gì? Tôi biết mình rồi hả ta? He doesn't want to just kill me. He wants to crucify me on camera. Còn thằng tú dưới kia nữa, còn thằng tú dưới kia nữa. À, thằng này mới khủng nè. Từ để nó tới thì mình mới quất nó được. Âm sầm. Bên này còn thằng đó. I got this. Don't come close. You gave us a good run, Ray. But this is over. Khôn mất cung. Mày khôn nó. Cái thằng mà bự nãy các bạn chỉ quýnh nó thôi, các bạn không thể giết nó được.
Và cái thằng này thì mình có thể bắn nó hoặc mình có thể tới mình tiếp cận. Nói chung là thằng nào mạnh nhất mình cũng có thể tiếp cận được hết ha. Mình tiếp cận rồi mình cho nó quýnh nó là nó sẽ chết. Bây giờ mình đi vô trong luôn hả? Phải không? Nãy mình thấy nó cái điểm kia mà. Mấy xíu nó bị công an bắt rồi đó. Công an nó đang dí lên cao rồi. À, đi xuống tuốt bên trong luôn. Vô tuốt bên trong luôn. Đây, sử dụng cái này. Nó còn một cái vùng đỏ dưới kia nữa. Cái này là giống như một cái tà tháp mà mình hay mở khóa đó. Mình biết được trong thành phố có cái gì. Hay vậy. Hay. Ghê, phù tới thui. Như ma vậy. Investigate the building. Bim điều tra cái khu xây dựng. Đây là cái chỗ này của thằng Default nè. Điều tra cái khu này. Sao chứ đi vô nghe tiếng này ghê thì sao? Cái này nước mà. Nước, cái này là nước. Các bạn nhìn nó bóng bóng nước. I see you down there, Frewer. I can open your door from here. Stay low. You know me. Can't get much lower. Why do you do that? Do what? Insult yourself, man. Self-deprecation. You need to cut that shit out, buddy. Okay, okay. Bên trong là một cái khu lục giác. Ai lâu rồi lại không chơi cái trò này. Mấy anh thiệt tình luôn mấy anh ơi. Bớt lại chơi trò này hoài luôn. Trò này có vui gì đâu mà chơi hoài. Muốn nổi cha tụi mày. Mình phải làm sao để mình mở được cái kia trước. Mở cái này trước nào. Rồi bây giờ mình còn mở tiếp cái này. Cái này thì truyền qua bên này. Sẽ có được bên này. Đây. Đó rồi các bạn cứ tiếp như vậy thôi. Thiếu đường nữa. À, từ từ cái này có hơi sai sai. Rồi. Rồi ok, nó đã mở khóa cái cửa này rồi. Ok, đi thôi. Wow. Mini. Mình tìm một trong mấy cái thằng bảo vệ này, mình tìm cái mã truy cập access code. Thì không biết là thằng nào nó đang giữ cái mã đó. Mình phải đi tìm. Tại vì là trong cái đám lóc nhóc này sẽ có một thằng sẽ giữ được cái mã. Đây. They split up the code. Hai thằng. I need another mole. Cần nẻo một mình nữa hả? Mấy thằng này coi cho nó một mình nữa. Hai thằng lận để mình tìm ra thêm một thằng nữa. Đám này đông vãi. Thánh thần thiên địa ơi. Đông vãi chưởng luôn. Giờ mình áo lại một cái là thôi luôn, xong luôn á. Nó dí nó rượt cho thì thôi luôn. Từ tới đây mình hết camera rồi. Tôi hết camera rồi. Camera bị giới hạn quá à. Trời ơi, mình tuốt bên này, nó tuốt bên kia. Khu này thì toàn là mấy cái thằng âm binh đồ đinh. Chua quá. Giết âm thầm thì cũng được nhưng mà hơi khó. Rồi, một thằng ngấm. Nó có đèn, nó có cái đèn nó đi tìm hay sao á. Chết bà, nó biết. Nó mà lại cái đám kia nó biết cái chết luôn á.
Nè, vụ thằng này nè. Nó thấy cái xác của thằng này, nó sợ, nó thắc mắc. Còn thằng quỷ nhỏ kia nó đi mất tiêu rồi. Mình hát thằng đang đi bộ bên kia. Nó sẽ thấy cái xác. Nó mới đi tới đây sẽ thấy cái xác. Mình đi xuống đây, đi nhẹ nhẹ xuống. Như vậy thì ở đám này sẽ không biết nó. Mình chỉ cần giết nó thôi. Giết thằng này nữa. Chết bà. Hên quá chữ phiệt. Hên quá. Chưa bị. Hát. Rồi còn một thằng nữa. Thì trong cái đám lóc nhóc này sẽ có một thằng giữ thêm một cái mã nữa. Nhưng mà quýnh cho âm thầm. À đúng rồi, mình còn có con xe điều khiển nữa. Trời ơi, đồ chơi mà gọi là hiếm khi nào mà chơi luôn á. Thế nè, pin nhóc luôn. Chích nào chích đó. Tin nó nhầm chữ thêm dấu nặng nữa. Bậy ha. Chích thôi chứ không phải dấu nặng. Chích thôi. Chích này đã lắm. Thằng một sao một xiết gì chích hết. Cũng hết. Này có giữ mã không bay? Không, này không phải. Xe này sẽ địa hình luôn á. Ê, đợi, cứu, chết bà ra khỏi cái tầm rồi. À, Branch. À, cái thằng này là cái thằng dữ. Oh. Lên được cầu thang không? À, cái vấn đề là mình không lên được cầu thang. Vậy mới chết. Chiếc bớt cho đỡ chật đất. À, bây giờ còn hai thằng nữa thôi, một thằng bự bự phải dùng bằng một là xe điện, hay là các bạn có thể mình dụ thằng này xuống nào, mình phải làm sao mình dụ thằng này xuống. Chỉ khi dụ thằng này xuống thì nó mới giờ muốn dụ nó xuống thì phải cho nó nổ những cái lùm bộ trong này nè các bạn. Nãy giờ nghe cái tiếng nó mới có mấy cái đồ, có mấy cái hầm nổ á. Thôi rồi, mấy hầm nổ rồi. Thấy có mấy cái explode rồi, đâu mất tiêu hết trơn rồi. À thằng kia nó xuống xe rồi. Chưa. Này quýt nó luôn đi. Thằng này thì dễ thôi. Đi sao mà cho nó biết sau lưng nó rồi quất nó thôi. Tại vì thằng này mà các bạn đi trước mặt nó là chết. Á, quất mày luôn. Ngứa mắt quá. Mình có thể, lúc nãy mình có thể hát thôi. Mình không cần phải, mình chỉ cần tiếp cận lại gần mình hát thôi. Nhưng mà mình ngứa mắt mình chơi luôn, có gì đâu. Thôi tiếp tục. Đang gây cấn rồi các bạn. Hát được mở khóa. Đấy. Default à. Đi sao ơi. Mình điều tra tiếp tục cái khu nhà này. Rồi hồi TV nó lên màn hình mặt kia nè. Thấy không? Đó. Nó dùng cái sóng á. ARC xe điều khiển không sử dụng được trong này. Nó dùng cái sóng. Mình vô đây mình bị choáng tại vì mình đang đeo cái phí phone á. Mình tìm cái kia mà mình tắt nó nhanh ha. Đây nè. Đường nào vậy?
Rồi ok, hết rồi, em rồi. Rồi. Nhìn đi tiếp phòng bên trong. Ray, I can't slip past these guys. Ui. Hang on, your signal's close. Có dùng mũi tên luôn, trời mày tốt quá ha, có dùng mũi tên luôn. Túi đạn. Kì mà gọi qua gì mấy ba đang làm nhiệm vụ mà gọi. You tell me where to go. I trust you. Ơ, là sao? Rồi. Ok, mình giờ mình thằng giúp cái thằng Tobias này trốn khỏi cái mê cung qua tới bên kia. Mình cần dắt nó đi tới điểm này. What the f... Ở cái trốn này thực sự là mình không có làm quen đó giờ, các bạn nhớ mình biết mà đúng không? Mình chả có bao giờ làm quen cái trốn này cả. Phải chỉ đường làm sao cho nó đi mà để nó không bị phát hiện. Ai chết khó vậy, chết dở không? Thằng Tobias thì nó không có thể sử dụng được súng. Go quick. Này nó là mê cung rồi. Mê cung mà đám lính này nhóc luôn, sao mà làm đây? Nếu mà nó cho mình giết thì ok. Tại mình chỉ quen tới mọi cái giết thôi chứ cái mê cung này thực sự là mình không có đi được. Hiện tại nó đứng đây thì đang an toàn, nó không có đứa nào biết được nó đứng đây hết. Mê cung này chắc có đường nào đi ra được hết. Vậy chắc nó ra tới đây nè, chắc nó ra tới cái điểm bên đây nè. À nó bắt buộc phải dắt đi luôn, nó chả cho mình, không có cho mình bắn được không ta, thằng này bắn được không ta? Vấn đề là nó không có cho mình. Bên này có thằng. Cái vấn đề nan giải là nó không cho mình sử dụng cái khác. Mới cần phải di chuyển cái này. Mà cái này thì hơi khó, mình bảo đảm là mình chết chứ các bạn cả chục lần luôn á. Bây giờ thằng này cho đi đâu bây giờ? Đường này nó không cho đi, nó chỉ bắt cho đi khu mê cung rồi thôi. Các bạn đợi mình ha. Rồi thì bây giờ mình đây, các bạn đợi cho nó đi, thằng kia nó đi xuống dưới kia, mình sẽ cho nó lên trên này. Move it. Khi đi vậy thì bọn kia nó sẽ không biết ha. Này tạm thời là núp vô đây. Cho này nó bị động, cho nó vô đây. Khúc này thì các bạn bấm đây nó đi một vòng đây luôn á. Từ từ xem. Đó là một cái cửa rồi. Cho bên này đi. Ok. Đúng ta, mình chỉ được đúng ta. Thì ok, move. Ok, nó đi được cái đường vòng như thế này tại mình không có biết ha. Rồi bây giờ cho nó. Thằng kia đông xuống tới đây đâu, đừng xuống tới. Mày đầu lại đi. Mình cho thằng này đi theo đuôi nó. Thằng tôi bé này có súng nha. Go, stay low. Now, go. Ok, đám này chỉ đi tới đây thôi. Thì sắp tới cái điểm đó rồi. Ê, đừng đi xuống nha mày. Ê. Quay đầu lên. Quay đầu lên. Rồi ok. Khu này là đạn an toàn. Thì các bạn thấy nó đi, nó không có di chuyển nhiều, nó đi tới đây nè. Nó quay lại, lần này nó cũng tới đây quay lại. Khu này hơi chua, tại vì nó đứng nó canh ở đây. Nếu mà mình thằng này không thì mình có thể di chuyển nó được. Kiếm trò gì đó cho nó. Khúc này có mỗi cái trò này thôi. Thằng này thì đây, thằng này thì đây. Thì khúc này mình phải hơi liều chút xíu ha. Này bây giờ mình cho nó. Ok, bên này nó không có đi tới đâu, nó chỉ đi tới bên này thôi.
Rồi bây giờ là mình phải chơi liều. Thằng này ở đây. Thằng này nó ở đây. Để ta kiểm tra đi, ta kiểm tra đi. Rồi, ok, ra luôn. Ra luôn, ra luôn, ra luôn. Luôn, ra luôn, 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 luôn. Trời ơi, ra luôn. Ok, ra được rồi. I'm through. Rồi. Khỏe rồi ha. Khỏe rồi ha, bây giờ mình đi được đường xuống rồi. Good, good. Gì vậy mấy anh? Trời ơi, mình có chơi bơm mình chọn ra đã xuống đã lắm luôn á. Đi, đi vô được, đi, đi, đi vô. Mình đã EAD nè. Tiếng đâu của thằng rồi quỷ kia nó lại bật cái chế độ kia rồi. Tiếng của thằng default á. Ấy mình cảm thấy mình làm một pha không? Giết đám luôn. Đưa mấy cái này bị tốn máu hả ta? Mất máu hả ta? Bắn từ trong kia luôn á. Mình đang đi đâu vậy Ray? Đang đi chơi đó man. Trời, nó cho ném bom kìa. Đây, một lần một chiếc bom giết ba thằng, ngon quá. Kia nó làm rơi chiếc bom. Đâu, nó trong người nó có bom. Xong rồi mình cho mình đặt chiếc bom xong mình cho nó giết nó luôn, là chiếc bom nằm tại đất luôn. Quỷ dân đi đâu hết trơn. Rồi còn thằng trên kia nữa. Ném bơm thằng cha mày chứ ném. Bơm. Xong. End of the maze. I can see you, Ray. See you, see cha mày. Oh. Ai cái tay phía sau lưng mình là ai vậy ma hả? For those of you playing at home, now is your chance to vote. You can't hide from the rats in the walls. If you want him to walk, keep on watching if you want to see how this plays out. If you do this, you'll be suffering from the same damn guilt that's been eating me up all these years. Cũng là nói chuyện rồi mình có thể không skip được luôn ha. Nhưng mà cuối cùng như là không skip được luôn. And I'm sorry that this fucknut dragged you back into it. But even if I deserve this, you don't. You don't. Camera quá trời luôn. Ôi nó xịt cái thuốc gì rồi xong. Siren Adidas. Giữ điện thoại đi Phil. Kính này là sao đập được. Giữ cái điện thoại. Cái thằng ngu bò này. Camera. Hắc. What the. Ơi 7 men. Mình còn mở cái điểm nào vậy? Ở cái điểm kia. Đây nè. Ủa nhưng mà cái này mình đâu có di chuyển được là sao? Mình không hiểu cái này. Nên nó sẽ có thời gian. Ủa là bây cái này là làm sao tự nhiên nó ra như vậy? Thì mình mở được cái này rồi. Mà cái này mình không có ăn điểm được. Quá là sao ta? Quái vậy?
gì vậy? À, nó có hai đường từ. Mình cái khúc kiểu gì thì mình đi được cái đường này hết trơn á. Chua quá à. À đúng ra là mình phải như vậy là đúng rồi chứ. Mình có camera mình không có xuống được đây là rồi ok xuống được rồi. Khó, nó trên nó khó mình, cái kia nó chỉ là để cho có thôi, thằng default đây. Mày thả lại mày. Chơi tao hả mày? Chơi tao hả mày? Chơi tao hả mày? Này thì cũng chuột nè, chặn khỏi đường ra. Xong đợi chuột. Chơi độc tao hả mày? Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi cưng. Chết rồi cưng. Default một thế giới khác đã chết. Tắt cái mặt nạ xuống đi. Chết rồi thì tắt đèn đi. Turn off the light. Tắt đèn đi cưng. Ok, có người cứu mình rồi. Mình cũng dính cái khói đó nhưng mà mình nhẹ hơn. Đây. There you are. You okay, man? I thought you were dead. Tưởng mày chết trong vài giây lúc nãy rồi. Dead, like I couldn't even tell if you were breathing. And then I thought you'd get all like pissed off if I went to call an ambulance. Yeah. Gọi cấp cứu rồi. I'm fine. Why do you got that shit-eating grin on your face? I think you must have inhaled some of these fumes for. It's possible. Look, Ray, I was thinking. I don't know if I really want to leave Chicago anymore, do you? More than anything else I've ever wanted in my whole life. À, cái này skip được nè. Rồi thôi, nhưng mà đây là video cuối cùng mà cho nên là mình sẽ để luôn ha. Thì lần này chắc cũng không còn nhanh nữa đâu, không còn lâu nữa đâu. Let's say I do stick around. Hypothetically speaking. Try and find the chink in Bloom's armor. Chink Bloom armor. Would you help me? Abso-fucking-lutely. The old team's back together again. Well, minus the one. Yeah, well, that's okay because I got somebody in mind. Aiden Pierce. Are you serious? But that guy has mental issues. Chứ mình gặp ông này rồi, bây giờ ông hỏi sao mà mình chỉ hôm nãy đợt phi sẽ gặp được. Yeah, that sounds like something he'd do. But that's not funny. No. It's not funny. I'm sorry. Must be the fumes. Thằng này nói thằng Aiden Pierce tới giới thiệu và một khúc cây baton. À, rồi khúc này là xong rồi. What Dog Bad Blood. Này. Xong. Rồi ok thì video này mình sẽ tạm dừng ở đây ha. Và nếu mà các bạn thích cái series cuối của What Dog này thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh mình và ủng hộ comment các bạn phía dưới. Thì cái này mình sẽ tổng hợp lại một cái danh sách để cho các bạn dễ theo dõi ha. Thì vì những cái danh sách trong kênh mình là GTA 5 cốt truyện, GTA 4 cốt truyện, Batman Arkham Knight và game Bad Dog này full hết luôn. Rồi chào các bạn. Thì sắp tới mình sẽ tìm một game khác là mình sẽ làm cho các bạn. Thì mong là các bạn sẽ ủng hộ mình như những game này ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.